Ok, Mạnh Hào là người được kèm zip. U 98 này. 98 cầm Maxi. Trong trận đấu này còn Mạnh Hào là người được cầm zip. Trong khi đó ở phía bên kia Hồng Quân là người cầm Hitty. Babylon trong tay của game thủ Nguyễn Văn Minh. Nếu tôi không nhầm thì là Nguyễn Văn Minh. Hồng Quân, Văn Minh sẽ đối đầu với Hồng Quân, Mạnh Hào. Hồng Quân đối đầu với Hồng Quân. Các bạn hãy nhớ rằng là U98 cũng là game thủ tên là Lưu Hồng Quân. Còn game thủ đạt được giải vô địch của giải Ireland tỉnh năm 2018 vừa rồi và đang đầu quân cho bên phía Bloodline.win thì đó chính là game thủ tên là Nguyễn Hồng Quân. Nguyễn Hồng Quân và Lưu Hồng Quân sẽ đối đầu với nhau ở ngay vòng đấu đầu tiên của giải đấu AOE Hà Nội Open lần thứ 7. Và chúng ta cùng chờ xem là U98 Mạnh Hào sẽ đối đầu như thế nào. Trước khi giải đấu này diễn ra thì Hào rất tự tin nói rằng tôi sẽ một trong những ứng cử viên cho chức vô địch. Nhưng tất nhiên để có thể làm được điều đó thì việc công việc đầu tiên anh cần phải vượt qua được vòng bảng đã. Đây là Egypt dành cho game thủ Mạnh Hào. Hả? Có lấy stream à? Sao nó kể kênh 44 này? Ok, chúng ta đến với trận đấu. Và chúng ta cùng quay trở lại với trận đấu đầu tiên này thôi. Mở cả hai kênh rồi tắt tiếng một bên đi là có đủ cả hình cả tiếng cho cả cặp. Không phải đâu mọi người ạ. Và hiện tại thì ở trên ở quán Pegasus Club mà ngày hôm nay thì vẫn đang chưa có được chưa có được cái tai nghe cổng tròn để có thể tiếng game. Thì có lẽ là sau một hai trận thì sẽ có tiếng game luôn cho tất cả mọi người. Thằng Ami rất đều toàn gái ăn chửi. Đâu, em bảo là nói chung là muốn vô địch thì vượt qua vòng bảng thì em nghĩ rằng đấy là điều hiển nhiên thôi. Nghe nó hơi buồn cười nhưng mà tất nhiên rằng là muốn vô địch thì tất cả các game thủ đều phải có mục tiêu đầu tiên, đó là vượt qua vòng bảng buổi sáng hôm nay đã. Như vậy là trong trận đấu này thì game thủ Mạnh Hào là người đối đầu, sẽ đối đầu với game thủ 16, game thủ Nguyên Minh. Nguyên Minh chứ không phải là Văn Minh. Như vậy là tôi đúng rồi, không biết là ông U98 này ông lấy đâu tên đâu ra. Rõ ràng là theo danh sách của mình là Hồng Quân và Nguyên Minh. Nguyên Minh và Hồng Quân. Cánh bên này sẽ gặp nhà của người cầm Babylon. Trong khi đó thì U98 sẽ là người đối đầu với Hitty. Hoặc cũng có thể là một tên chéo cánh. Chúng ta chưa thể nói trước được điều gì cả. Nhưng Maxi mà Maxi Egypt đối đầu Hitty Baby thì đây là một trận đấu mà U98 sẽ không thể có được những con đi. Mà đây sẽ là một bài đánh châu chém. Anh em hãy thử check cho mình tiếng mic ổn chưa, còn tiếng game thì có lẽ là sẽ tí nữa sẽ tính sau. Sẽ đánh ở trên kênh trang chủ GameTV.vn nữa. Không biết là Hải Mario Ocho đã dán vào trang chủ chưa, còn ở trên kênh GameTV.vn thì đã có. Vâng, như vậy là Hải Mario Ocho thì đã bảo rằng là anh đã dán vào trang chủ GameTV.vn rồi. Các bạn có thể vào trang chủ.vn để có thể xem kênh của Chim Sẻ cũng như là kênh của U98. Và nếu như mà các bạn vào trang chủ GameTV.vn mà không thấy kênh của Chim Sẻ thì lúc đấy thì các bạn hãy nhớ đăng lên bài khách hàng chân thiết cho chết thằng Mario Ocho đi. Cho nó bị trừ lương đi. 23 đông dân. Bãi quả phủ là đã có hiệu có voi đưa về dành cho game thủ U98. Đồ ăn là đã đủ rồi. Mic rẻ à? Ok. Rồi, không biết là mọi người đã nghe tiếng mic nó ổn chưa? Em đã để 200 nghe nó sướng mồm. Alo, chắc là cũng ổn rồi. Vừa chỉnh lại tiếng mic cho nó bớt thu tiếng ở phía bên ngoài vọng vào. Rồi, để như thế này là chắc nhất. Như vậy là chưa ai lên đời ở thời điểm phút thứ 9:30. Điều đó đồng nghĩa với việc là ở trong trận đấu này thì chúng ta không có được sự đột biến tới từ những tay chém. Mới là 300, mới là 400 thực dành cho 98 thôi. Còn đây là Hào, cũng là khoảng 400 thực. Rừng dừa rất xấu dành cho game thủ Mạnh Hào. Kéo ô tham xuống Nikami. Ở tham thì mọi người ok
anh em chờ chút để em chỉnh cái anh em chờ chút để em có thể chỉnh được cái khung khác, cái khung này bị lỗi, mong mọi người thông cảm, anh em chờ chút nhá. Ok, anh em hãy cùng hãy check lại hộ em xem là nó đã ổn chưa. Hơi rộng đi nhờ, cái này hơi rộng, hơi xa so với quy định. Thì chắc là ổn rồi. Ok, và chúng ta sẽ cùng quay trở lại với trận đấu này thôi. 26-44. Bàn đánh máy tới từ game thủ U98. Đây là một trận đấu có lẽ rằng là hai game thủ của team GameTV sẽ kích ở cuối 10 và đầu 11 tới từ cả hai người. Sẽ không có được sự đột biến lắm. Hai ruộng dành cho 98. 98 đang đánh ở một thế thủ khi đối phương là người lên đời sớm hơn. Nguyên Minh là người cầm Babylon và Minh là người lên đời sớm nhất bản đồ trong trận đấu này. Và đây là trận đấu mà mình có một tần tạt tạc cánh đánh đầu sang nhà của game thủ U98 để giảm áp lực cho người cầm Hitty. Đánh lâu dài thì có lẽ rằng Maxe sẽ không phải là một quân có lợi thế khi ở trong trận đấu này có Hitty, và điều quan trọng đó là Maxe không có bánh xe. Hiện tại thì không phát trên YouTube, trên Facebook nha mọi người, bởi vì đây là những trận đấu ở quay giải, và giải thì chúng ta sẽ phát trên YouTube. Để, 25-52. Một bài mà 98 vẫn đang trốn dần thôi. Trốn dần. Đi ăn hoa. Tôi đã bắt bài được U98 khi gặp Maxe rồi, bởi vì tôi đã đánh quá nhiều trận đấu với U98 khi 98 là người gặp Maxe, còn tôi là người cầm xe. Những cái bài mà đi ăn hoa này của U98 tôi đã bắt bài. Tôi đã bắt bài game thủ U98 quá nhiều rồi, và 98 đang bị phát hiện ra bài ăn hoa. Một bài mà 98 sẽ không khỏe. Trong khi đó thì Nguyễn Hồng Quân là người đang bao bế cái kín nhà cửa của mình. Chiếc BL thứ hai có vẻ như là tương đối căng trong trận này khi Nguyễn Minh là người đánh 2L đều và đang chưa mất gì cả. Tương đối căng. Bàn đánh máy của game thủ Mạnh Hào. Hào vẫn đang bị đi, vẫn đang chưa mất dần nào dành cho game thủ Mạnh Hào. Như cái vấn đề rằng là Hào chỉ đánh được 3A ở trong trận đấu này. Và quan trọng là Hồng Quân là người 4A và nhà cực kỳ kín. Tương đối căng trong trận đấu đầu tiên. À không, vẫn là 4A thì Hào thôi. Hào không mất gì cả. Nhưng liệu rằng Hào có thể cân được bản đồ không? 98 tham lai là 24. Bắt đầu có cung đờ tạt sang nhà của game thủ. Tạt sang nhà của game thủ 98 để bắn bao nhỏ. Nhưng 98 cũng đang phát hiện ra bán hoàng của Nguyên Minh. Và đây là tờ lao được vào bãi trong nhà chính của game thủ Nguyễn Hồng Quân. Phá vé tốt của game thủ Lưu Hồng Quân. Đó là game thủ U98 và lo được vào phía trong diện chính của đối phương. Một bài chém đang có được sự đột biến. Ép đời thì không đột biến, nhưng đây là một bài đang chém quấy là cực tốt tới game thủ U98. Đó là sự khác biệt của những game thủ đang đánh ở trong những clan chuyên nghiệp so với những game thủ mới nổi. Quản bản đồ và kinh nghiệm thi đấu nó là tốt hơn hẳn, mặc dù lên đời muộn hơn. Tham lai đang chỉ là 25 dành cho game thủ U98, nhưng đây là một trận đấu mà 98 đã là người chém ổn. Làm sao mà ngoáy làm sao mà để luộc luôn ruộng và một bãi gỗ nữa của game thủ Nguyễn Hồng Quân thì Hào dễ đánh hơn cực nhiều. Tham lai đang là 25-52. Vẫn đang là một bài chém cân đôi tới từ game thủ U98. Quá khủng khiếp. Bài 98 không lấy gì làm đẹp trong trận này, nhưng 98 vẫn đang thi đấu là rất tốt. Không, lạc đà của Nguyễn Minh vẫn đang là rất đông. Nguyễn Văn Minh nếu tôi không nhầm vẫn đang là rất đông. Tham lai 98 tụt xuống là 19, trong khi đó là Hào tham lai là 44-72. Hồng Quân đã vừa lủng một tân ruộng chính. Cũng đang bị đục, nhưng vấn đề rằng Hào vẫn đang thi đấu tương đối chắc tay. Thêm một lớp e nữa ở phía đằng trong, và bây giờ thì hãy cùng chờ đợi xem Hào có cân được đôi hay không. 98 cũng đang tương đối yếu rồi, mặc dù anh là người đã thi đấu
tương đối tốt, áp lực là nhiều những khoảng thời gian đầu tiên của trận đấu. Chưa có trận sẻ trên trang chủ. Ờ Gabi ơi, cái đấy thì em khán giả vẫn bảo chưa có sẻ trang chủ. À Game TV với Nghệ An á, ông đặt là Game TV Nghệ An. Ok, à, Hải Mario Ocho nó bảo là nó đặt Game TV với Nghệ An này, anh em có thể vào xem nhá. Ok ok ok. Ok. Thế do vâng, timeline thì vẫn đang là anh em chờ chút để em thử đổi khác. Alo, alo, không biết là mọi người nghe thì tiếng mic như thế nào rồi. Một trận đấu mà game thủ Mạnh Hào đang là người có timeline to nhất bản đồ, nhưng vấn đề rằng hai game thủ bên phía đội bạn đang có timeline lớn hơn so với game thủ U98. Egypt Maxe đối đầu với Baby Hit. Hào đang là người có timeline tương đối to nhất trên bản đồ ở thời điểm này. Một chiếc BC nữa để có thể chắc cover. Tương đối trần bài. 59/80. Đây là lạc đà tới từ game thủ màu 2 Nguyên Minh. Nhưng hơi khoai thì cho Nguyên Minh trong trận này. Hơi khoai cho Nguyên Minh trong trận này khi mà Egypt đã tụ được rất đông cung R, và quan trọng là cũng đã có một cái giáp 2. Nguyên Minh vẫn đang cố gắng câu kéo thời gian để cho Hồng Quân có thể nở ra. Và tất nhiên rằng là Hào sẽ không để điều này có thể xảy ra, và Hào sẽ liên tiếp đẩy quân. Đây là một tên mà đội bạn đang muốn bắt quân game thủ Mạnh Hào, nhưng xin lỗi là hơi khó. Cung R Egypt đang đứng trên dốc. Số lượng quân của Hồng Quân cũng số lượng quân của game thủ Nguyễn Hồng Quân cũng đang tương không hề ít trong trận đấu này, tương đối đông. Nhưng vị trí đứng quân của Hào là đẹp hơn. Những tần dí tới từ Hồng Quân trong trận này, nhưng cung đờ Egypt nó bảo rằng tôi sẽ là người cân tất trong pha đấu quân này, có được không ạ? 60/92, 4A và đang vấn đề dành cho game thủ Mạnh Hào. Rất khó khăn dành cho cặp đôi của team Hồng Quân và Nguyễn Minh. Nguyễn Minh 58/96 đỡ nhà thành công. Màn hình máy của game thủ 98 để xem 98 đang làm gì. 17/36 cũng đang quản banh nhà của game thủ Nguyễn Văn Minh đi rồi. 16. Có lẽ chúng ta sẽ được xem một pha soi tham của game thủ U98 sau pha đấu quân này. Khi mà 98 hết quân, hết đồ ăn để chơi. Vẫn cứ ra được một vài con là con ngựa chém son son. Tới tự game thủ U98 khi mà đã trốn được dân ở đâu đó để có thể ăn vàng cũng như là khai thác tài nguyên. Xem tham, như vậy là tham lai cũng đang chữa quá đẻ dành cho game TV. Ngay trận đấu đầu tiên nó vẫn đang căng. Tân đẩy quần lên tới từ game thủ Nguyễn Hồng Quân và đang bị xích cổ. Đây là pha xích cổ của game thủ Mạnh Hào. Làm tạm được 5 cung R cộng với một con lạc đà. Rất ngon. Hay rồi. Bây giờ thì Hào sẽ chuẩn bị có được đầu máu. Vàng đào lên là gần đủ. Không biết là nâng cấp đầu máu chưa. Hào quyết định là ăn vàng. Đánh một bài gây dây và đánh vào tâm lý của đối phương. Nhưng luôn nhớ rằng là nếu như đánh thế trận đời 4 thì Egypt và Hitty nó cũng chỉ là cân phớ nhau, không ai hơn ai gì cả. Nâng cấp đào vàng trước. Và khi mà có đầu máu thì tôi nghĩ rằng Hào sẽ chủ động, sẽ có một tấn ốp quân vào nhà của người cầm Hitty trong tay game thủ Nguyễn Hồng Quân. Bởi vì khi mà Egypt có được đầu máu thì nó sẽ là một loại quân gần như có sức mạnh vô địch thiên hạ ở trong đời 3. Ở vòng bảng thì chúng ta sẽ đánh mỗi cặp sẽ là đánh chạm 3 nhé mọi người. Trang chủ của Game TV là gametv.vn cho những ai không biết. Trang chủ nào thì anh em hỏi câu khó quá. Chào tất cả anh em đang có mặt ở trên ở kênh YouTube của Game TV. Đây là kênh của Mạnh Hào và game thủ U98 nha mọi người. 89/124. Hào vẫn đang đánh ngồi thế gây dây. Thực ra thì với một thế trận như thế này thì Hào có thể đẩy cũng được, vừa đẩy và vừa áp lực lên nhà của đối phương mà lại vừa có thể phát triển rộng. Tôi nghĩ rằng là sẽ là nhiều tay hơn. Đó là sự khác biệt của game thủ Mạnh Hào và game thủ Chim Sẻ. Khi đánh ở trong những thế trận như này, Chim Sẻ thì nó có nhiều tay hơn so với Hào. Nó sẽ hay đẩy quân, vừa đẩy quân và phát triển. Còn Hào thì cũng chỉ phát triển được thôi. Anh quyết định là chơi một bài dễ, không dùng những bài toán nâng cao để chơi. ...98/132 thời điểm này. Máy của game thủ U98 tham lai là 16. Cũng đang tụ được khá nhiều chém.
7. Vâng, chưa kịp nhìn số lượng nông dân của game thủ Nguyễn Hồng Quân, nhưng timeline của game TV vẫn đang đề là tương đối mạnh. Như vậy là không leo lên được rồi. Có lẽ là chúng ta sẽ phải chơi, phải đánh ở một thế trận nhảy đời 4 thôi. Bởi vì các bạn có thể thấy con dốc mà Hồng Quân đang đứng là một con dốc quá cao để cho cặp đôi của Game TV có thể lao lên. Cung Hít Thi đứng trên dốc cũng là một loại quân có sức mạnh gần như là vô địch. Bơm một chút đồ cho Maxi để Maxi có thể sản ra thêm những con ngựa chê mới. Hào quyết định chấp dốc chẳng. Chúng ta cùng chờ đợi lực của Mạnh Hào đang là quá khỏe trong trận đấu này. Tăng thêm BA. Tham lại là 112 và đây là pha vẩy E của game thủ Mạnh Hào. Ăn được một cung đời của đối phương. Cũng đang chưa thể lên được. Con dốc là quá cao. Nguyễn Văn Minh. 118-136. Hào quyết định chọn một khu vực khác để có thể lao vào. Chúng ta hãy cùng chờ xem. Chắc chắn rằng ở thời điểm này thì số lượng quân của game thủ Mạnh Hào sẽ là đông hơn so với game thủ Nguyễn Minh, tôi số là so với game thủ Hồng Quân. Nhưng có ốp được không? Và như vậy là ốp. Khi mà không có những con dốc để cho game thủ Hồng Quân có thể đứng ở đứng thủ nhà. Nếu như không có dốc thì việc việc ốp quân của các thành viên bên phía GTV sẽ trở nên đơn giản hơn. Khi U98 vẫn còn đang rất nhiều chém để có thể đảo. Cùng đợi Egypt đang giáp màu, đã có đầu máu rồi. Nhưng cùng đợi thì có lẽ sẽ có đầu máu. Nhưng số lượng quân của game thủ Mạnh Hào đang là đông hơn. Một tuần quân nữa tiếp tục dồn lên thành game thủ Mạnh Hào chờ trong trận đấu này. Và pha vẩy E, pha vẩy E tới từ game thủ Mạnh Hào để giúp cho game thủ Hồng Quân có thể đứng lại và chơi như những người đàn ông thực thụ. Và đang là những lợi thế quá lớn dành cho cặp đôi của bên phía GTV ở trong trận đấu đầu tiên. 112 dành cho game thủ Mạnh Hào. Bắt đầu để Nature dành cho game thủ Mạnh Hào. Số lượng quân đang dồn lên là cực đông. Nhà của anh thì vẫn đang bị một vài nhấp nháy, anh không quan tâm. Anh nói rằng tôi sẽ ôm chết nhà của người cầm tìm quýt. Tỷ số là 1-0 dành cho game TV, dành cho cặp đôi Mạnh Hào và game thủ U98. Mặc dù có là đà lao thẳng vào giữa ruộng nhưng anh cũng không quan tâm lắm. Các bạn có thể thấy là Hào vẫn đang đánh cực kỳ bay nhảy, bay bướm và tự tin. Vâng, như vậy là không phải lạc đà mà nó đã sọc đơn và gần như là khoanh ruộng của Hào đã bay rồi. Nhưng tham lai là của Hào đang là 108. Và Nature được nhà BA của game thủ Hồng Quân. Lực là rất khỏe, mất một vài con nông dân ở trong ruộng chính nó không phải là vấn đề gì quá lớn cả. Vâng, như vậy là Hồng Quân quyết rồi. 1-0 dành cho Mạnh Hào và U98 ở trong vòng đấu đầu tiên.